thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô Đại từ Đại bi Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn. Kính lạy Đức Thế Tôn. Thưa Đức Thầy và Đại chúng, ngày hôm qua, nhân ngày vía xuất gia của Đức Từ Phụ Thế Tôn, thì chúng con có nhân duyên nghe lại được bài pháp của Thầy giảng về sự vĩ đại không thể nghĩ bàn của Đức Bổn sư Thế Tôn, giáo chủ hiện tại cõi Ta Bà. Chúng con càng tăng trưởng lòng kính ngưỡng và hiểu sâu hơn về Đức Bổn sư Từ Phụ. Thì ngày hôm nay, con cũng xin phép Tam Bảo cho con được diễn đọc một đoạn trong tác phẩm Chư Kinh Yếu Tập, còn gọi là Thiện Ác Nghiệp Báo. Tác phẩm này do Sa Môn Đạo Thế ở Chùa Tây Minh biên tập vào niên hiệu Hiển Khánh đời Đường, vào năm 656 cho đến 660. Và tác phẩm này được thâu nhập vào Đại Chính Tạng quyển 54, tức là một tác phẩm rất chính thống, được coi là pháp bảo Phật giáo, rất hay và rất quan trọng. Trong đó đều có trích lục những trong kinh sách Phật những điều liên quan đến giáo pháp, tu hành, nghi quỹ, thiện ác, nghiệp báo, vân vân. Thì có một đoạn liên quan đến công đức lợi ích không thể nghĩ bàn của việc quán Phật, nhớ tưởng Phật, cung kính hình tượng Phật dù chỉ trong một niệm. Con thấy cái này rất lợi ích, thì con xin phép diễn đọc ra đây để tăng thêm lòng kính ngưỡng của đại chúng đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, mà trước nhất là đối với chư Phật, bởi chư Phật là các bậc đại giác ngộ đã vượt ngoài ba cõi, và các ngài biểu trưng cho những gì viên mãn nhất, công đức tròn vẹn nhất, nên tất cả những gì liên quan đến Đức Phật dù chỉ một chút thôi và chỉ trong một sát na thôi, nhưng với lòng kính ngưỡng sâu xa thì lợi ích công đức và sự giải thoát là không thể nghĩ bàn. Thì trong đây mọi người sẽ nghe thấy có cả những tiền thân của Đức Vô Lượng Thọ ở phương Tây và các vị Phật nổi tiếng như là Phật A Súc ở phương Đông chẳng hạn, vân vân. Thì đời quá khứ ấy, đều nhờ do công đức của một niệm chí thành, sám hối và khen ngợi cung kính trước hình tượng Phật mà nay đều thành những vị Phật vĩ đại ở khắp mười phương như thế nào. Thì con xin phép vào diễn đọc ạ. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi: vào thời quá khứ xa xưa, cách đây vô số đời, có Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương ra đời. Lúc ấy, có vị tỳ kheo cùng 9 đệ tử đến tháp lễ lạy tượng Phật. Nhìn thấy một bức tượng Phật quý đẹp, đáng ưa nhìn, họ liền lễ lạy, chiêm ngưỡng và nói kệ khen ngợi. Về sau, họ ngồi kiết già qua đời, được hóa sinh trong hoa sen lớn ở cõi Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương. Từ đó về sau, họ thường được gặp Phật, tịnh tu phạm hạnh ở chỗ Phật, chứng niệm Phật Tam Muội, được Phật thọ ký, tất cả sẽ thành Phật ở khắp mười phương. Phật Thiện Đức ở phương Đông chính là vị thầy, 9 đệ tử làm Phật ở 9 phương kia, Phật Vô Ưu Đức ở phương Đông Nam, Phật Chiên Đàn Đức ở phương Nam, Phật Bảo Thí ở phương Tây Nam, Phật Vô Lượng Minh ở phương Tây, Phật Hoa Đức ở phương Tây Bắc, Phật Tướng Đức ở phương Bắc, Phật Tam Thừa Hạnh ở phương Đông Bắc, Phật Quảng Trung Đức ở phương trên, Phật Minh Đức ở phương dưới. 10 vị Phật này nhờ nhân duyên đời quá khứ lễ tháp, quán tượng, đọc một bài kệ khen ngợi Phật, nên ngày nay các vị ấy được thành Phật ở mười phương. Kinh Quán Phật Tam Muội lại ghi: vào thời quá khứ xa xưa, có Đức Phật ra đời hiệu là Không Vương. Sau khi Ngài nhập diệt, có 4 vị tỳ kheo cùng học chánh pháp của Phật ấy, nhưng lòng lại đầy phiền não, không thể giữ vững kho báu Phật Pháp, tạo nhiều nghiệp bất thiện, sắp đọa đường ác. Bỗng trên không trung có tiếng bảo các tỳ kheo ấy: Không Vương Như Lai tuy đã vào Niết Bàn, không còn ai cứu được những tội các ngươi đã phạm, nhưng các ngươi có thể vào tháp quán tượng Phật, như thế khác gì lúc Phật còn tại thế.
Sau khi nghe tiếng nói trên không, họ vào tháp quán tướng bạch hào của tượng Phật và nghĩ: thân tướng và hào quang của Phật lúc còn tại thế đâu khác với tượng này. Nguyện tướng đại nhân của Phật trừ tội cho con. Nghĩ xong, gieo năm vóc mạnh xuống đất như ngọn Thái Sơn lở sụp, sám hối các tội lỗi. Nhờ nhân duyên vào tháp quán tướng bạch hào của tượng Phật, trong 80 A Tăng kỳ kiếp, họ không bị đọa vào đường ác, đời đời thường được gặp chư Phật trong 10 phương. Ở chỗ chư Phật thọ trì pháp niệm Phật tam muội sâu xa. Sau khi được tam muội, họ lại được chư Phật khắp 10 phương hiện trước mặt thọ ký, nay họ đều thành Phật. Vị tỷ kheo thứ nhất thành Phật hiệu là A Súc ở nước Diệu Hỷ, thế giới phương Đông. Vị tỳ kheo thứ hai thành Phật hiệu là Bảo Tướng ở nước Hoan Hỷ, thế giới phương Nam. Vị tỳ kheo thứ ba thành Phật hiệu là Vô Lượng Thọ ở nước Cực Lạc, thế giới phương Tây. Vị tỳ kheo thứ tư thành Phật hiệu là Diệu Thanh ở nước Liên Hoa Trang Nghiêm, thế giới phương Bắc. Dựa theo nhân duyên ấy, hành giả phải nên phát nguyện quán Phật như thế. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi: người không có tâm cung kính Phật sẽ sinh làm rồng rắn. Những người mới từ loài rồng, loài rắn đời quá khứ thọ sinh thì nay vẫn không cung kính Phật, ngủ nhiều và ngu si. Luật Tứ Phần có bài kệ: ai kính trọng trưởng lão, người ấy hay hộ pháp, đời này được danh tiếng, tương lai sinh đường thiện. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Om ha ha ha, Bổn Sư Mâu Ni Phật.